hàng cái mắt đúng không? Hả, nó nói chuyện với em nè, đúng không? Nói chuyện em mới cười chứ mẹ. Đúng không đó? Thầy hỏi em mới cười chứ. Mẹ ơi, mà đang phê. Mẹ ơi, rồi mẹ ơi đi. Mẹ ơi. Mẹ à. Mẹ ơi. Gì gì? Xuống nè, có đưa cái rốn gần gần người ta nhìn kìa. Đưa cái rốn cho người ta nhìn xấu kìa. Mẹ dừng đấy. Mẹ không biết quay gì hết trơn á. Mẹ nghe đâu mới quay. Bắt đi. Mệt lắm nha cô Sam. Người đó kìa, ơi, cái này đó. Hai thì cái biểu cảm người con này nó đẹp. Khá tiếng đi cho nhạc luôn. Nó nhìn điện thoại kìa. Nó nhìn điện thoại mẹ kìa. Nó nhìn điện thoại kìa. Lẻ lưỡi ra nha. Nha.